cái cảm hứng cho tất cả các cô bác quý anh chị ha. Vì thấy gần cái cuộc sống dù cho khó khăn đến mấy thì ông hai vẫn dành những cái tình cảm ấm áp cho người vợ của mình. Đây là số tiền rất là lớn nha cô bác quý anh chị. Đối với tuổi ông hai với bà hai là không biết làm tới mấy mùa nước nó mới xong, mới dằn độ lớn bao nhiêu đúng. Đây, thay mặt quý mạnh thường quân gửi cho ông. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ với anh Hợp đang có mặt tại huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và phía sau lưng đây là ngôi nhà của ông hai. Chắc có lẽ là khá là nhiều cô bác quý anh chị thắc mắc tại sao đến thời điểm bây giờ thì nhà của ông hai đã hoàn thành chưa, sao chưa thấy bàn giao. Thì cũng bận một số công việc gia đình thì mới vừa giải quyết xong thì ngày hôm nay Bùi Hồ với anh Hợp đang có mặt tại nhà ông hai để thực hiện bàn giao ngôi nhà của ông. Mặc dù là ông hai đã với bà hai cũng đã vô nhà ở được 2-3 ngày rồi và cuộc sống hiện nay cũng đã khác hơn so với cũ ngôi nhà cũ, vì nó đã khang trang hơn, ấm áp hơn, và đặc biệt là trong ngôi nhà này thì chúng ta nhận thấy được rằng là nó sẽ đẹp hơn. Anh Hợp ơi, thì cái ngôi nhà này hôm trước mình thi công tổng cộng là mấy ngày anh Hợp ha? Chắc đúng 4 ngày. 4 ngày ha. Rồi anh Vũ rồi làm thêm mấy cái phần những cái hạng mục nữa. Thôi bây giờ thì mình vô đây tí xíu ha. Đi với anh Hợp ha. Thưa với cô bác quý anh chị, anh Hợp với anh Vũ với lại anh Hải La Phong làm ngôi nhà này tổng cộng 4 đến 5 ngày. Và sau khi làm xong, làm gần xong thì ông hai lại ngã bệnh. Và lúc đó thì Bùi Hồ chưa thể bàn giao được. Và khi mà đã ông hai và bà hai đều khỏe mạnh lại hết thì Bùi Hồ mới thực hiện cái công việc bàn giao cùng với anh Hợp trong ngày hôm nay. Và trước khi vô ngôi nhà thì cô bác quý anh chị thấy đây là cái phần mặt khải ở đằng trước. Ở miền Tây gọi là mặt khải ha. Ở đằng trước thì có những cái thanh sắt như thế này dựng lên, ở trên như ở dưới cũng có dựng lên những cái vách. Và được sơn một cái màu, màu xanh. Kể cả những cái cây cột bằng cây á cũng sơn lại màu xanh luôn. Và anh Hợp cũng đã làm cho ông hai một cái sàn nước ở đằng trước. Ở đây là bề ngang là khoảng 1 mét, dài khoảng 2 mét anh Hợp ha. Mấy nhà. Dạ, cũng được dán gạch đầy đủ hết trơn. Tuy nhiên là do bàn giao, thời gian bàn giao chậm trễ vì đợi sức khỏe của ông hai á, nên thành thử là ngôi nhà bây giờ ông hai và bà hai ở vô thấy nó hơi bề bộn tí xíu. Cũng mong là cô bác quý anh chị thông cảm ha. Tại vì tuổi của ông hai và bà hai cũng khá là lớn rồi. Việc dọn dẹp nhà cửa thì nó cũng gây do đau khớp nhức chân đồ á. Rồi bây giờ anh Hợp cũng đã trán cái phần này nè. Lý do là anh Hợp ảnh không có làm cái dán cái phần gạch vì sợ ông bà cụ trơn trợt các cô bác quý anh chị. Bây giờ bước qua đây ha. Gạch của nhà ông hai được dán là một màu gạch giả gỗ, vì đối với tuổi ông hai á, màu này thì đỡ dơ hơn. Và đến thời điểm này á thì ông hai ông đang chuẩn bị đồ ăn cho bà hai nè cô bác quý anh chị. Đây, cái cửa này là cửa lùa, em bước ra ngoài trước tí xíu, anh lùa nghe một tí xíu ha. Rất là nhẹ tay luôn. Không có nặng lắm nha cô bác quý anh chị. Lùa rất là nhẹ luôn ha. À, và anh Hợp làm cái phần này là nâng lên mấy tấc anh Hợp? 4 tấc. Khoảng 4 tấc nha cô bác quý anh chị. Có nghĩa là xây lên rồi đổ cái đà ở trên kiền lại, rồi đổ bê tông lên rồi mới dán gạch lên nha cô bác quý anh chị. Và cái phần ở đây là cái phần vách tôn, thì anh Vũ anh làm lại những cái phần này hết nè. Làm cái này nó cực hơn là một ngôi nhà mới nữa, tại vì chấp vá những cái vách tôn này vô hết nè cô bác quý anh chị. Và còn đây là phần La Phong này được anh Hải đóng. Và tổng cộng cái số tiền La Phong này là anh Hải đóng là 3.800.000 đồng. Đây, còn đây là phần điện. Hôm trước thì bước vô một cái ngôi nhà của ông hai thì mình sợ nhất là cái phần điện. Và anh Hợp cũng đã đi lại tất cả các phần điện, bóng đèn rồi, có công tắc chống giật rồi hết nè. Cái công tắc này là anh mua nhiêu? 300 mấy chục nghìn rồi cô bác quý anh chị. Điện với nước là anh Hợp đi chỉ có 1.500.000 đồng thôi. Nhưng có những cái tiếp lô ghim dây điện. Nhưng mà trải qua mấy ngày thì ông hai lại hơi bồi bộ tí xíu nữa rồi. Ở đây có bóng đèn, đó anh Hợp bật lên nè. Ở đây là không gian của phòng khách nha. Ông hai cũng tận dụng nấu cơm ở tại chỗ này luôn. Và ra rửa ở đây ha. Đây, ở đây có cái phần ngăn, cái phần dắt phòng khách với lại ở trong. Và cô bác quý anh chị thấy này khá không? Đây là cái trang thờ. Trang thờ theo đạo Cao Đài. Và cái hình ảnh trang thờ này thì được anh Vũ hỗ trợ, anh Vũ người khác đóng và anh Vũ hỗ trợ là với giá là 700.000 đồng. Vì cái trang thờ cũ nó cũng đã bị mục nát hết nên mình phải thay cho nó trang nghiêm, mà mình thấy cũng đẹp ha anh Hợp ha. Bắt cái bát này nè, đẹp lắm. Đây, và sau đó là anh Hợp đi tổng cộng là 2 cái tiếp lô anh Hợp. Đó. Bắt lại trong phòng trong. Cái này là của nhà tắm này cô bác anh chị. Phòng bên đây. Còn bên đây là cái phòng ngủ bên đây nè, em quay bên đây nè. Có tổng cộng là 3 cái bóng đèn lớn ha. 4 cái bóng đèn lớn. Và em xích vô đây.
tí xíu. Lúc đầu làm á thì anh Vũ dự định là không có làm cái cửa sổ. Tuy nhiên không làm cửa sổ thì nhà ở đây nó rất là nóng. Và Bùi Hồ nói anh Vũ làm một cái phần cửa sổ này nè cô bác anh chị, để lấy ánh sáng và lấy gió từ ở đằng sau, gió từ cái cánh đồng á, cho nó thoáng mát luôn ha. Cái chổng này thì ông hai cũng còn sử dụng được. Bùi Hồ có hỏi là ông hai có cần mua thêm cái nệm với lại cái chổng không, thì ông hai nói là cái chổng cây này còn sử dụng tốt, không cần phải mua thêm vì sợ tốn kém ha. Cũng chị Thúy ở Mỹ á, có hỗ trợ cho Bùi Hồ là để mà mua hỗ trợ 3 triệu đồng để mà mua chổng, mua nệm rồi cho ông hai. Tuy nhiên thì ông hai ổng không cần nhiều vật dụng lắm, nên thành nữ là Bùi Hồ thay mặt cho chị Thúy sẽ dồn cái số tiền để cho ông hai dưỡng, ông hai với bà hai dưỡng già những lúc bệnh hoạn ha. Đây là cái phần nhà vệ sinh. Trước đây thì cái phần nhà vệ sinh này nhìn thấy tối mà lại không có dán gạch á, nhìn thấy nó dơ lắm. Và Bùi Hồ nói với anh Hợp á là bơi lại cái phần nhà vệ sinh luôn á, bơi lại cái phần nhà vệ sinh trét bột rồi bơi lên luôn ha. Em bước vô đây anh Hợp cũng đã đi lại cái phần đi hệ thống nước. Trước đây thì ông hai phải xách từng thùng nước ở ngoài trước á, đem vô đây đi vệ sinh xong dội thì anh Hợp ảnh cũng đã đi hết rồi này. Có nước hết nha cô bác anh chị, có cả cái vòi tắm luôn. Và anh Hợp dán gạch lên 1m2, có chỉ rất là đẹp luôn ha. Tùy theo ngôi nhà và tùy theo cái lứa tuổi thì mình sẽ sử dụng cái tiền gì cho nó phù hợp nhất. Vì theo ước tính rằng á, nếu như mà ông cất nhà hoành tráng quá cho ông hai và bà hai á, thì không còn dư lại cái số tiền, thì lúc mà ông hai và bà hai hoạn nạn, chẳng hạn như là bệnh hoạn, thì tiền đâu để mình xây sở. Còn cái hạng mục gì nữa không anh Hợp ơi? Sáng nay gặp mừng quá, tự nhiên cái nói của anh Tớ lùi rồi hết rồi. Hạng mục của nhà anh hai á thì anh Hợp làm là cuốn nền nè, đi điện, đi nước, dán gạch nhà vệ sinh, rồi sau đó là bê này phát sinh này thêm sao thôi nha cô bác anh chị. Anh Hợp làm luôn cả cái sàn nước cho ông hai, còn phần của anh Vũ thì làm cái phần tôn này ha. Anh Hải thì đóng luôn cái phần la phong. Bao nhiêu hạng mục thôi thì cũng đã đầy đủ hoàn thiện ngôi nhà cho ông bà ở đến 100 tuổi già. Bây giờ ông hai cũng đang đút bà hai ăn nữa nè. Hình ảnh này nhìn thấy thương ghê ha. Qua đây đi anh Hợp ơi. Đây là ngôi nhà thứ mấy rồi? Thì căn nhà này thứ chín nhưng mà hôm nay nhìn thấy anh Hợp đẹp trai quá ha. Thưa với cô bác quý anh chị, bây giờ thì chắc có lẽ là để cho ông hai đút bà hai ăn tí xíu. Còn Bùi Hồ sẽ bàn giao cái phần tiền còn lại, giao lại cái phần tiền còn lại để cho anh Hợp để hoàn thành hết cái phần thờ ha. Lúc trước ở video clip trước thì Bùi Hồ có công bố cái phần cuốn nền là 19 triệu, là kể cả luôn dán gạch nền, cuốn lên 3 tấc, nhưng mà bây giờ lên tới 4 tấc luôn nha cô bác anh chị. Phần đi điện đi nước là 1.500.000 đồng. Phần tôn vách dần cửa trước cửa hậu là 16 triệu đồng. Tuy nhiên cái phần cửa nhà không có phần cửa hậu, vì ông hai cho rằng là sợ quên đóng cửa cô bác anh chị, rồi ăn trộm đi vô. Và lúc đó thì Bùi Hồ với anh Vũ có hỏi ý kiến của ông hai, tuy nhiên ông hai không chịu. Vì là nhà của ông hai nên mình sẽ tôn trọng ý kiến của ông hai, và mình sẽ không có làm cái phần cửa hậu đằng sau, giống như cái ngôi nhà cũ mà ông hai đã từng ở. Tuy nhiên thì bây giờ thì không làm cửa hậu, nhưng mình khoét một cái phần cửa lùa, không có ăn trộm, không có vô được, mà lấy đủ gió và ánh sáng. Nên thành nữ cô bác anh chị đừng hỏi vì sao Bùi Hồ không làm nhà cửa hậu cho ông hai ha. Tổng cộng cái số tiền lúc đó mình công bố là 36.500.000 đồng. Sau này mình Bùi Hồ mới nhờ anh Vũ phát sinh thêm cái phần cửa sổ, với lại sơn cái phần mặt dựng đằng trước á cô bác quý anh chị, là 1.200.000 đồng. Phần la phong của anh Hải là 3.800.000 đồng. Dán gạch nhà vệ sinh là tổng cộng là 2.500.000 đồng. Phần bê nhà vệ sinh là 400.000 đồng, bơi cả hai vách trong và vách ngoài nha cô bác quý anh chị. Lúc nãy Bùi Hồ thì lúc trước hợp đồng với anh Hợp là một dán lên mà chỉ có 1m2 thôi, nhưng mà Bùi Hồ nói 1m5 thì mong cô bác quý anh chị thông cảm ha. Tổng cộng cái số tiền là 44.400.000 đồng anh Hợp ha. Thì phần anh Hợp là 23.400.000 đồng. Ở video clip trước Bùi Hồ đã ứng trước cho anh Hợp là 10 triệu đồng, anh Vũ là tổng cộng là 17.200.000 đồng.
Trước đây thì chỉ công thông báo là 16 triệu đồng là phát sinh ra cửa sổ, với lại phần sơn là 1 triệu 2 nữa là 17 triệu 200 nghìn đồng. Anh Hải là 3 triệu 800 nghìn đồng thì Bùi Hồ cũng đã chuyển tiền rồi. Tổng cộng là 44 triệu 400 nghìn đồng. Đã chuyển khoản và ứng trước là 29 triệu 800 nghìn đồng. Anh Hải đã chuyển khoản cho anh Hải 3 triệu 8. Anh Vũ là 16 triệu đồng. Phần của anh Vũ là còn lại 1 triệu 2. Với phần của anh Hợp là 13 triệu 400 nghìn đồng nữa. Thưa với cô bác quý anh chị, cái phần trang thờ này á, lúc trước là Bùi Hồ nhờ đóng thì anh Vũ ảnh chịu luôn cái phần tặng trong hai cái phần trang thờ này, với số tiền là 700 nghìn đồng. Cũng cảm ơn anh Vũ, cũng cảm ơn mấy anh nhiều ha. Vậy thì tổng cộng cái số tiền còn lại là 14 triệu 600 nghìn đồng, em bàn giao luôn cho anh ha. Thì trong đó là của anh là 13 triệu 400 nghìn đồng, còn của anh Vũ là 1 triệu 200 nghìn đồng. Anh Vũ cũng rất là nhiều cái công trình nên là đỡ ngày hôm nay anh không có bàn giao, và Bùi Hồ sẽ giao cho anh Hợp, thì anh Hợp sẽ chuyển lại cho anh Vũ ha cô bác anh chị. Đây có chuẩn bị sẵn. Đây ở đây em gửi cho anh là 14 triệu 600 nghìn đồng, anh đếm lại giùm em. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ cũng có thông báo với chính quyền địa phương của ấp để mà vô dự, tuy nhiên thì do bận việc thì không có đến dự được, nhưng mà ngôi nhà này thì được cất toàn bộ trên cái khuôn viên chu vi của diện tích của ngôi nhà cũ, chỉ là sửa lại thôi chứ không có cất mới ha, đúng không anh? Đúng rồi. Đây em gửi cho anh ha. Cảm ơn đội thợ của anh Hợp, anh Vũ cũng như là anh Hải, La Phong đã hỗ trợ và đồng hành với em trong những cái ngôi nhà, những cái hoàn cảnh khó khăn như thế này. Anh Hợp có muốn nói lời nào với tất cả cô chú anh chị Mạnh Thường Quân? Chú bác cũng cảm ơn Bùi Hồ. Dạ. Sau đó cảm ơn các nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước, cũng giúp đỡ cho ông Hai và Hai có cái nhà khoang trang ở tới cuối cuộc đời. Dạ. Cũng cảm ơn rất nhiều. Và cũng thay mặt chú quý Mạnh Thường Quân cũng như là gia đình những hoàn cảnh khó khăn, cảm ơn anh cùng với gia đình, cũng như là các anh em đội thợ của anh Vũ, anh Hải đã đồng hành với em, mặc dù là đường xá xa xôi nhưng mà cố gắng sắp xếp cũng công việc để mà đi đến đây, để những cái ngôi nhà xa hơn nữa để mà hỗ trợ với em. Xin chúc anh cùng với gia đình và các cháu luôn có sức khỏe dồi dào và càng ngày nhận được thêm nhiều công trình nữa ha. Và bây giờ thì chắc có lẽ là mình sẽ ngưng nói chuyện với chia tay với anh Hợp để mà gặp ông Hai với bà Hai, cũng như là công bố số tiền của danh sách quý Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho ông Hai và bà Hai thời điểm này. Một cái số tiền rất là lớn, cô bác anh chị tiếp tục đợi xem ha. Dạ. Một hình ảnh rất là đáng thương đúng không cô bác anh chị? Rất là khâm phục cái tấm lòng của ông Hai dành cho bà Hai ha. Mong đây là những cái thước phim mà truyền cái cảm hứng cho tất cả các cô bác quý anh chị ha. Vì thấy gần cái cuộc sống dù cho khó khăn đến mấy thì ông Hai vẫn dành những cái tình cảm ấm áp cho người vợ của mình. Ông Hai ơi, mình có cần đóng thêm cái phần cái kệ này không hay là để vậy được rồi? Dạ, ông Hai cũng không có cần thêm những cái vật dụng gì nhiều lắm, nên thành thử để gì ông Hai cũng tiện cô bác quý anh chị. Thôi thì nhà là của ông Hai, Bùi Hồ kết nối với quý Mạnh Thường Quân để hỗ trợ cho gia đình của ông Hai. Cuộc sống làm sao mà cho ông Hai nó thuận tiện nhất là được rồi, vì cái tuổi già sức yếu và vì cái đôi chân mỏi
rồi thêm cộng thêm cái bệnh nữa, rồi chăm phải chăm sóc cho vợ mình nữa, nên là nữ ngày hôm nay thì vậy thì cũng quý lắm rồi. Ông Hai kiếm gì? Kiếm nước cho bà Hai uống hay sao? Thời tiết ở miền Tây bây giờ nóng lắm cô bác anh chị. Bây giờ chỉ là mới có chưa được 10 giờ. Nhưng mà bây giờ nhiệt độ là 33 độ C à. 33 độ C của bác anh chị. Nóng lắm. Ngôi nhà trở nên ấm cúng khi mà mình thấy được cái một cái trang thờ nó trang nghiêm như thế này ha. Cũng có lọng rồi bằng gỗ á, tam cấp nên là nữ rất là lịch sự luôn. Ông Hai thấy này đẹp không ông Hai? Quý lắm rồi. Quý lắm hả? Rồi cho bà Hai lên nằm đi, con tâm sự với ông Hai tí xíu. Hay là để cho bà Hai ngồi? Ngồi. Rồi, ông Hai quay vô ngồi xích vô trong gần bà Hai đi. Uống sô cam hả? Sữa bột bổ sung calcium, canxi. Ông Hai thấy ngôi nhà cắt được không? Được, bây giờ thì được rồi. Mấy anh thợ cắt đẹp không? Mừng lắm rồi, cuốn cái lại rồi lót gạch về ngủ nó khỏe dữ lắm mà bà khỏi sợ bà té nữa. Có cần mua thêm giường gì không? À, tại rồi mua chi tài. Rồi ra cái chổng lên cho buồn. Để đó cho đâu có ngủ. Nghĩ rằng cuối đời mình được ngôi nhà giống vậy không? Trời ơi, kể cả đời người chưa cắt được nó xảy cái chú à. Cho lâu rồi tôi ước tôi than với bà hoài à. Có một trúng số mới được cuốn cái này được ba cục gạch thôi. Lên ba tắc lót gạch tàu ngủ cũng được nữa. Rồi chỗ ngủ mình hồi lót gạch mang như vậy nè, cho nó sạch, nó không có ướt, rồi gạch tàu nó ướt, nó rút nước lên ướt. Rồi bây giờ trúng số chưa? Trúng ở đâu? Nè bây giờ trúng số chưa? Chưa trúng số mà rồi sao có này nè? Rồi đâu mà chú thấy rồi chú quay nước ngoài từ thiện người ta cho đó. Cắt được cuốn cái nồi này vậy, chín đảo vậy, cửa đảo vậy, tôi mừng dữ lắm luôn. Rồi còn mong ước gì nữa không? Nói con nghe với. Không. Ờ, mong ước gì nữa, dài gì được rồi. Này đủ mà. Vậy ở được rồi. À hả. Phá cửa tối ngủ khỏe ghe rồi cũng rồi. Ngày đêm thì ngủ khỏe. Khỏe rồi đúng không? Mà vui không? Vui. Bà Hai nói nghe con nghe coi. Vui. Vui à, quay qua bà Hai cái bữa tôi nó chở dưới đó vô dạ. Có 2.5 chai nước biển tôi hết sốc rồi. Nhưng mà con thấy nằm tới mấy ngày luôn. Chắc là mừng quá đó, là nữ là hết luôn. Bị sốc như tiêu chảy rồi xuống dưới nó vô cho 2.5 chai chích mũi thuốc chỗ này nè. Tôi biết nó chích phổi, nó chích ho. Nhưng mà bây giờ là thấy hạnh phúc chưa? Được. Nhà này vừa có vợ để mình chăm rồi vừa có nhà mới rồi sống ở trong cái ngôi nhà mà ông bà cũng độ trời Phật độ mình được cái nhà vậy ở cũng được rồi. Được rồi, mừng rồi. Tôi mừng lắm. Tôi tính cắt thay mặt quý mạnh thường quân cất nhà lầu ở cho nó im chứ. Thôi ông hàm nhà lầu cũng thôi. Có cái nền với vách dày là ngon lắm rồi đó. Nhà đầu tết chỉ cần ngôi nhà kín đáo thôi. Tối ngủ cho nó an tâm tí xíu là được rồi. Trong quan trọng là trong ngôi nhà có người vợ mình. Thì nhiều mà các nhà lầu nhà đúc nước uống hao. Cầu dày là quý lắm rồi đó thiệt. Không, vô nhà mới có ngủ được không? Được. Ngủ ngon không? Ngủ ngon chứ. Ở tôi có thấy đi tới luôn này không có sợ đi. Bà té nữa rồi. Gặp màu này ông Hai chịu không? Được. Màu này tôi chịu. Chịu ha. Ở trong cái ngôi nhà mình hài lòng nhất là cái nào? Thích nhất là cái nào? Gạch hay là ở trong ngôi nhà này là cuốn rồi lót gạch này là tôi chịu lắm rồi. Chịu lắm rồi. Nhà vệ sinh giờ thấy sạch chưa? Có nước trong đó thì khỏi sách nữa, khỏe không? Tôi ban đầu tôi không biết tôi nói ủa đâu gái vậy rồi có nước không? Rồi hồi mở sao nó giọt khỏi cần xách từng thùng nữa. Lúc trước là xách không à.
kéo dây vô rửa. Đó, nên là nữ là cô bác anh chị biết được rằng là làm sao mà cho ông bà cụ tiện lợi nhất có thể ha. Thưa với ông hai, ngày hôm nay con đến đây á, thưa với bà hai, ngày hôm nay con đến đây là con bàn giao cái ngôi nhà của mình. Và đồng thời công bố danh sách tất cả các quý mạnh thường quân ủng hộ cho gia đình của mình. Thì chắc ông hai, con xin ông hai với bà hai khoảng 5 phút để con công bố danh sách số tiền mạnh thường quân ủng hộ mình. Mình còn dư ra số tiền nhiều lắm, đủ dưỡng già luôn. Dạ. Dạ. Bây giờ thì Bùi Hồ sẽ công bố danh sách ra số tiền của quý mạnh thường quân ủng hộ cho gia đình của ông hai và bà hai đến thời điểm này ha cô bác quý anh chị. Đầu tiên là cô Su Liêu Hoàng ở Mỹ là 700 USD, hai là chị Trâm Nguyễn ở Mỹ là 500 USD, ba là chú Trí ở Mỹ là 200 USD, bốn là chị Châu Phạm ở Mỹ là 50 USD, năm là bạn Hằng ở Mỹ là 2000 USD, là chuyển khoản 49.680.000 đồng. Sáu là cô Thu Nguyệt ở Đồng Nai là 500.000 đồng. Bảy là Úc Liên ở Mỹ là 2 triệu đồng. 8 là chị Thúy ở Mỹ là 3 triệu đồng. 9 là chị Chi ở Mỹ là 2.512.028 đồng. 10 là anh An ở Bạc Liêu là 500.000 đồng. 11 là chị Dung Lê bán tôm ở quận 4 là 500.000 đồng. Tổng cộng số tiền là 97.687.024 đồng. Chi ra là 44.400.000 đồng. Còn lại là 53.287.000 đồng. Và Bùi Hồ có nhận một cái số của chị... của đó là chị Phương Giang ở Mỹ là 100 USD nữa. Vậy thì lúc nãy là Bùi Hồ công bố là 53.287.000 đồng, cộng thêm số tiền của chị Phương Giang ở Mỹ là 2.510.000 đồng, tương ứng với 100 USD, là tổng cộng số tiền ông hai còn dư lại sau khi cất nhà xong là 55.797.000 đồng. Đó là tổng cộng cái số tiền còn lại sau khi ông hai đã cất nhà xong, 55.797.000 đồng. Là số tiền còn lại, số tiền chi các nhà là 44.400.000 đồng, thì phải nói là hơn 100 triệu hay cô bác anh chị trong thời gian rất là ngắn. Ông hai ơi, ông hai xin qua đây sao con công bố ông hai im gu vậy? Sao nghe số tiền mừng không? Thì có cũng mừng, sống được. Sống được. Tôi bả. Bây giờ thì con thay mặt Mạnh Thường Quân để trao cho ông hai số tiền là 55.797.000 đồng. Dạ. Thì ông hai có muốn nói lời nào với lại Mạnh Thường Quân không? Dạ, vậy các nhà Mạnh Thường Quân mà có cái lòng từ thiện vậy, tôi cũng đổi vợ chồng tôi cũng đổi món ơn các nhà Mạnh Thường Quân từ thiện đó giúp đỡ cho tôi mong ơn dữ lắm. Ông hai nói là lần đầu tiên đi bệnh viện về á, rồi cái gặp ngôi nhà được cứu nền này, hôm nay cái cảm giác, cảm xúc của ông hai như thế nào? Thì được cửa não vậy mừng lắm. Dạ. Tôi hết sợ mất đồ trong nhà rồi. Sao mà ông hai không chịu khoét cái cửa sau? Không được, bị mình nấu ăn rồi cái ở trước nó vô nó cũng khó khăn lắm. Sao ông hai không chịu đem cái bếp ra đằng sau? Để trước mình nấu ăn khỏi có ai vô. Sao ông hai không chịu mua cái kệ để bếp ga lên? Không, để dư được rồi. Để khi cao nhà trật trội. Sao không chịu mua thêm cái giường cho bà hai nằm? Cái chổng cho bà hai nằm? Có chổng đó. Mà bà nằm lại chứ ngủ chổng cao bà té chết. Vậy là tối nằm ngủ ở đây hay là vô trong? Ngủ đây à. Ngủ đây à, mát hơn đúng không? Dạ. Còn cái chổng ở trong để làm gì? Chổng trong để đồ đạc thì xấu. Ở trên dưới. Nhưng mà hôm nay cái nào không sử dụng nữa thì cứ gom gọn lại, để mà gom gọn lại để mà đốt bớt ha. Dạ. Hoặc là xử lý như thế nào đó. Chứ rồi, để ở trong nhà mối mọt nhiều lắm, ẩm thấp nữa. Rồi đó, đốt. Trời ơi, đốt quý lắm. Còn mấy đồ sáng bị mối ra, thành ra tính bỏ mua đồ khác, mua áo dài khăn đóng với bộ đồ trắng. Dạ. Nhưng mà thượng trang. Dạ. Rồi ngày hôm nay thì con các anh thì cũng đã hoàn thành xong cái việc là sửa chữa nhà lại cho ông hai như những gì mà ông hai mơ ước. Ông hai có nói câu là gần
đến chết luôn không biết khi nào sửa được ngôi nhà. Khi về thì trở lại gặp ngôi nhà nó khang trang như thế này. Mặc dù là nó không cao sang so giống như những ngôi nhà khác, nhưng mà ngôi nhà này nó cũng đủ ấm cúng cho ông bà. Thì sau khi cất nhà xong á, thì ông bà cũng cần phải có một cái số tiền để mà dưỡng già. Có thể là mua thêm thức ăn để mà bồi bổ, hoặc là mua thuốc uống cho bà hai. Và đây là một cái số tiền rất là lớn. Và con mong rằng là ông hai và bà hai sẽ cất cái số tiền này cẩn thận. Tại khi mà con đăng đoạn clip lên mạng á, không đăng thì không được, nhưng mà đăng đoạn clip lên mạng thì sẽ có nhiều người chú ý. Có thể là ông hai có con như thế nào đó, ông hai có thể gửi cho những đứa con của mình ha. Và bây giờ con sẽ đưa cái số tiền này cho ông hai, thì sau đoạn clip này chắc có thể là ông hai cũng sẽ gửi cái số tiền này lại cho con của ông hai, cô bác anh chị ha. Rồi bây giờ con sẽ gửi cho ông hai ha. Tổng cộng cái số tiền còn lại của ông hai đến thời điểm hiện tại đó là 55.797.000, coi như là 800 đúng không? Đây là một cọc như thế này là 10 triệu nha cô bác anh chị. Ở đây thì có tổng cộng là 5 cọc như thế này. Ở điểm thì đã cho ông hai, ông sẽ biết. Con điểm cho đúng trước rồi, mặt đúng rồi, thôi, ông đếm hoài. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tại vì không đếm á, thì sợ thiếu một tờ là ông hai không biết là làm đến bao giờ mới có được tờ luôn đó. Đó, 10 triệu ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dạ. Nhưng mà đếm mình đếm để cho nó minh bạch ở trên cái số tiền ở trên đây ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây là 30 triệu nè. Để con để đây rồi xong đó con bàn giao cho ông luôn nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây là 40 nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây là 50 nè. 55.797.000 đồng đúng không? 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè. Cọc này đều là 5 triệu hết. Chỉ có cọc nhỏ nhỏ này là 10 triệu hết. Cọc nhỏ nhỏ này là 5 triệu. 55 triệu 700 đúng không? 600 7. Đây là 600 nè cô bác anh chị. 700, 800 nghìn ha. Dồn lại cho ông hai luôn. Rồi. Coi như là xong. Đây là số tiền rất là lớn đó nha cô bác cái gì. Đối với tuổi ông hai với bà hai là không biết làm tới mấy mùa nước mới xong, mới dằn độ lớn bao nhiêu đúng. Đây, thay mặt quý mạnh thường quân gửi cho ông. Cảm ơn các nhà mạnh thường quân. Thì thiện cũng giúp đỡ tôi cũng ơn dữ lắm. Biết cái này là độ lớn được bao lâu? Trời ơi, dễ gì. Căng được bao nhiêu ký ốc? Ốc về bắt cho cá ăn bậy đấy thôi chứ đâu có nhiều tiền quá. Lần nữa thì coi như là cái công việc bàn giao ngôi nhà cho ông hai cũng đã hoàn thành. Cái số tiền còn lại cũng đủ cho ông hai và bà hai dưỡng già những lúc bệnh hoạn ốm đau để có số tiền xoay sở trong cuộc sống thôi cô bác anh chị. Và chắc có lẽ là tiếp theo thì ông hai với bà hai sẽ nói lời cảm ơn đến quý mạnh thường quân. Ông hai nói lời nào đó không? Dạ, tôi thì có biết gì giờ thì cũng các nhà mạnh thường quân mà giúp đỡ tôi vậy, tôi mừng không biết chừng nào tôi quên ơn được. Dạ. Rồi tới bà hai nè, con cho con xin phép con đi qua bà. Giờ tôi tí bà không biết gì. Bà hai có muốn nói lời nào mạnh thường quân không? Nói gì giờ đây? Nói cảm ơn gì không? Nói cảm ơn nhiều. Được vậy thì mừng lắm. Dạ. Giờ đây tí bà đâu còn. Và như vậy là đã bàn giao xong ngôi nhà của ông hai cũng như là có số tiền cho ông hai và bà hai để mà dưỡng già. Một lần nữa thì Bùi Hồ cũng chân thành cảm ơn tất cả các cô chú quý anh chị, quý mạnh thường quân nhà hảo tâm đã đồng hành với Bùi Hồ, đã tin tưởng để mà kết nối với hoàn cảnh của ông hai và bà hai. Xin chân thành cảm ơn tất cả cô bác quý anh chị rất là nhiều ha. Còn bây giờ thì chắc có lẽ xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô bác quý anh chị ở video clip sau.